chào, tôi là Tuyền Tăng và chào đón tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Thưa quý vị, chương trình Khẩu vị ngôi sao được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với căn bếp của Khẩu vị ngôi sao, chúng ta sẽ có những món ăn ngon, những câu chuyện vui và cả những khách mời thú vị. Vậy thì khách mời của tuần này sẽ là ai đây? Cốc 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 cốc, xin được giới thiệu người dẫn chương trình Ngọc Tiên. Em chào chị. Chào Tuyền Tăng. Dạ, chào chị. Hồi nãy giờ có nghe ai đó kêu kêu mình mà không biết là ai kêu nữa. Dạ, là Tuyền Tăng và căn bếp Khẩu vị ngôi sao đang chào mời chị Ngọc Tiên đến với chương trình này. Chào đón chị. Ngọc Tiên xin được chào Tuyền Tăng. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ thì chần chờ gì nữa, em mời chị đến với phòng khách của Khẩu vị ngôi sao. Đây, mời chị qua đây, em qua đây á. Đó. Chị bên này hả? Dạ đúng rồi. Đó, đúng rồi. Dạ rồi, em mời chị. Mời em. Dạ, nhưng mà chị giờ chị ngồi phòng khách thẳng, chị nghiêng qua cái căn bếp, chị thấy bếp nhà mình sao chị? À, bếp nhà mình chưa có đồ ăn em. Dạ đúng rồi, chưa có đồ ăn. Nhưng mà chị có thấy cái gì đặc biệt ở trong căn bếp của Khẩu vị ngôi sao không? À, bếp của mình trống trơn rồi em. Dạ đúng rồi, nó không có đồ ăn nhưng nó trống trơn. Nhưng mà chị để ý á, là tới hai khu vực chế biến lận. Đó, có nghĩa là ngày hôm nay mình sẽ được thưởng thức đến tận hai món ăn. Hai đứa mình nấu đúng không? Dạ, chắc chắn là không phải hai đứa mình rồi. Hôm nay hai món ăn này được nấu bởi hai người bạn nữa đồng hành cùng với chị Ngọc Tiên. Nhưng mà trước khi chúng ta cùng nhau gặp gỡ người bạn đó thì em xin mời chị sẽ đặt hàng căn bếp của Khẩu vị ngôi sao hai món ăn mà chị thèm khát được thưởng thức nhất trong chương trình ngày hôm nay. Ở đây có viết nè, ở đây có phiếu là chị có thể đặt chị hàng. Chị ghi vô chổng hả? Phải làm khó người ta những cái món thiệt là khó. Cao lương mỹ gì? Rồi ghi đi. Ghi đây. Rồi giữ bí mật cho tới cuối nha. Ủa, giữ bí mật luôn. Và bây giờ cái phần quan trọng là đây, chúng ta sẽ cùng chào đón và chờ đợi xem hai người sẽ nhận hai cái bảng đặt hàng đồ ăn này đến từ chị Ngọc Tiên sẽ là hai nhân vật nào đây. Và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón hai bạn, đó chính là Minh Quốc và Minh Phong. Ồ, xin chào. Xin chào, xin mời hai anh đến với Khẩu vị ngôi sao và chúng ta sẽ cùng ngồi xuống để làm quen với nhau nha. Chào các bạn. Chào chị. Đây mới là MC. Dạ, đầu tiên là sẽ cho Tuyền hỏi bạn nào là Minh Quốc, bạn nào Minh Phong ha. Mình là Minh Quốc. Ok, bây giờ Minh Quốc sẽ giới thiệu về mình cho Tuyền Tăng, chị Ngọc Tiên cùng với tất cả quý vị khán giả cùng biết nha. Dạ, lời đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào đến chị Ngọc Tiên, gửi lời chào đến MC xinh đẹp Tuyền Tăng và tất cả các khán giả đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao ạ. Thực ra thì em rất là thích cái phong cách của cái chương trình này bởi vì em thích nấu ăn. Công việc của em hiện nay cũng đang là người dẫn chương trình. Đó là lý do tại sao mà em thần tượng chị Ngọc Tiên và em phải quay cái số của chị. Định ganh tị rồi mà tự nghe thần tượng cái mình kìm lại. Giảm lại. À, thì ra là chúng ta có đồng nghiệp ở đây rồi đúng không? Dạ. Còn bạn còn lại thì sao, có khi nào người dẫn chương trình luôn không? Xin chào mọi người, xin chào Ngọc Tiên và xin chào Tiền Tăng. Mình tên là Minh Phong, hiện tại mình đang là thông dịch viên, giảng viên. Và sở thích của mình là sáng tác và viết nhạc. Và bây giờ mình có Minh Quốc và Minh Phong. Tuyền Tăng cũng chúc cho các bạn sẽ minh mẫn để vượt qua các thử thách của chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đầu tiên, đó là khám phá khẩu vị ngôi sao. Và xin phép được mời hai người chơi cùng với chị Ngọc Tiên, chúng ta sẽ hướng về màn hình của chương trình. It's ok. Đây, ở trên màn hình của chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 ẩn số. Cứ mỗi một ẩn số như vậy sẽ tương ứng với một thử thách từ chương trình. Vượt qua được thử thách đó, ai giành chiến thắng sẽ nhận được một điểm. Và cứ như thế trải qua hết tất cả các ẩn số thì cũng là 5 dữ kiện về khẩu vị của chị Ngọc Tiên sẽ được bật mí ra cho hai người chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ẩn số đầu tiên, xin mời. Ẩn số đầu tiên là câu hỏi. Như vậy là hai người chơi xin mời cầm bảng và bút lên để chuẩn bị đến với câu hỏi từ Tuyền Tăng. Câu hỏi của chúng ta như sau: dấu hiệu nào cảnh báo bạn đang uống quá nhiều sữa? A. Đau đầu, chóng mặt. B. Căng thẳng. C. Nổi mụn trên da, thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1. Hết giờ, giờ bảng lên. Ở đây chúng ta có đây là nổi mụn, C ở đây là phương án A, đó là đau đầu chóng mặt.
Còn nếu mà Tiên mà trả lời là Tiên sẽ nói câu B. Đáp án của chúng ta đó chính là phương án C, nổi mụn trên da. Theo nghiên cứu, uống quá nhiều sữa có thể dẫn đến dị ứng và nổi mụn trên mặt hoặc các bộ phận khác. Một số hóa chất nhất định có trong sữa làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và làm tăng sự xuất hiện của các vấn đề về da và nổi mụn. Xin được chúc mừng Minh Quốc, Mơ Biển. Cứ mỗi một câu hỏi như thế thì chúng ta sẽ cùng nhau khai phá một cái gợi ý đến từ khách mời. Ngọc Tiên, hãy cùng chờ xem đó là gì. Phiên chợ Tây Bắc. Tại vì hồi xưa thì khi mà Tiên tham gia những cái chương trình du lịch á, đi đến cái vùng Tây Bắc, Tiên nhớ hoài có một cái món. Mấy bạn đã đi Tây Bắc bao giờ chưa? Em chưa. Em chưa có đi. Lên Sapa bao giờ chưa? Có đi Sapa nhưng mà kiểu như không có đi sâu vô cái cuộc sống của người bản địa nhiều, mà chỉ là những khu du lịch thôi. Ôi mà Quốc đi rồi chứ Phong đi chưa? Mình có đi Tây nhưng mình chưa có đi Bắc. Đồ duyên gì đâu. Mỗi lần mà người ta làm ra cái món này nè, nó xối sùng sục mà mình đứng xa xa thôi mà mình đã cảm thấy trời ơi đói bụng quá. Mình thèm quá, mình chỉ muốn lao vô mình ăn thôi. Tụi em thèm quá thôi, chị nói luôn món đó là món gì đúng không chị? Khớp con ngựa thắng cố. Thắng cố đúng rồi. Đó là món thắng cố, là cái món lúc đầu tưởng là thịt ngựa thôi nhưng mà không phải, nó là lòng ngựa. Đây là một trong những cái món ăn đặc trưng của khu vực Tây Bắc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những ẩn số tiếp theo để xem điều gì đang chờ đón hai người chơi của chúng ta. Xin mời. Đây là thử thách ưu tiên. Đây chính là thử thách ưu tiên dành cho hai anh Minh Quốc và Minh Phong. Ở trong đây sẽ có một món đồ bí ẩn. Và nhiệm vụ của hai người chơi bây giờ đầu tiên là mình sẽ nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của MC, cả hai sẽ cùng mở mắt. Chúng ta sẽ cùng biết được món đồ vật bí ẩn nằm trong chiếc dĩa này đó là gì. Thì các bạn sẽ phải thốt lên ngay câu trả lời của mình. Và ai nói ra trước đáp án thì người đó sẽ là người giành chiến thắng, với điều kiện đáp án đó phải là đáp án chính xác nha. Em đếm 1, 2, 3 là mọi người cùng mở mắt nha. 1. Trời ơi, sao nó rung dữ vậy? Sao nó rung dữ vậy? Sao nó động mạnh dữ vậy? Trời ơi. Dập cả. Chính xác, một điểm nữa dành cho Minh Quốc. Dạ, đó là rau diếp cá. Tại dưới quê em hay gọi là diếp cá. Như vậy xin được chúc mừng Minh Quốc hiện tại có 2 điểm. Cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với dữ kiện tiếp theo từ chị Ngọc Tiên, xin mời. Món ăn nhớ má. Đây là một trong những cái món ăn rất là quen thuộc, có thể gọi là truyền thống của người Việt Nam mình luôn á. Truyền thống. Hồi nhỏ ha, cái mỗi lần mà buổi chiều cái má của Tiên đi làm về, bắt đầu là má Tiên sẽ vô bếp làm ấy một cái xong cái vô. Món ăn truyền thống ấy một cái. Ấy cái này là một trong những cái nguyên vật liệu rất là quen thuộc để làm cho cái món ăn nó thêm ngon. Cái nguyên vật liệu chính á là một trong hai cái nguyên vật liệu chính để tạo nên cái món chay này. Quá tuyệt vời. Cơm trắng. Ủa chứ hai bạn không đoán được hả? Dạ không. Nói luôn chị ơi. Cơm chiên. Trứng. Ủa rồi cái hành động ấy một cái là cái hành ấy động là đập trứng. Cơm chiên ấy. Rồi bây giờ mời các ấy cùng đến với ẩn số tiếp theo. Xin mời. Đây là một câu hỏi. Đâu là một đặc sản trái cây nổi tiếng ở tỉnh Lạng Sơn? A. Mãng cầu Bà Đen. B. Na Chi Lăng. C. Na Đông Triều. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Xin mời. Xin mời anh Minh Phong. Anh hãy chia sẻ tại sao anh lại chọn câu trả lời là B. Lạng Sơn là lăng lăng rồi đó, nó có cái vần trong đó thì mình nghĩ nó là. Cho nên là anh chọn B. Còn anh Minh Quốc cũng là phương án B. Na Đông Triều là em không biết ở đâu rồi. Na Bà Đen thì em nghĩ chắc là ở Tây Ninh. Bà Đen. Suy ra chỉ còn lại cái Na Chi Lăng là em không biết có phải là ở cái địa danh Chi Lăng hay không, cho nên là em mới chọn cái đáp án B. Đáp án của chúng ta đó chính là B. Na Chi Lăng. Na Chi Lăng là đặc sản trái cây nổi tiếng của Lạng Sơn, gắn với địa danh Chi Lăng, một huyện miền núi nằm ở phía nam tỉnh này. Loại quả này có vỏ mỏng, mắt đều, thịt dày, vị ngọt đậm và có quả nặng đến 0,8 đến 1,2 kg. Chúng ta sẽ cùng
Chờ xem dữ kiện tiếp theo là gì, xin mời chè Huế. Và tất cả mọi người đều thấy là cái dữ kiện thứ ba nó sẽ hơi khác khác hai dữ kiện còn lại, là có cái huy hiệu thần bếp của khẩu vị ngôi sao. Là nếu như trong một câu hỏi một người chơi trả lời chính xác và lật ngay ô số có huy hiệu thần bếp thì họ sẽ nhận được quyền ưu tiên khi mà bước vào thử thách tiếp theo của chương trình, đó là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Tuy nhiên là hai người chơi của chúng ta ngày hôm nay đều quá xuất sắc, đều trả lời câu này chính xác, cho nên là mình sẽ không được sử dụng huy hiệu thần bếp ở lượt chơi này. Nhưng mà thôi, niềm vui tiếp theo là mình sẽ được khám phá nhiều hơn nữa về bí ẩn của chữ chè Huế mà chị Ngọc Tiên chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay. Xin mời chị. Đây là một món chè rất là đặc trưng ở Huế. Nói chung là ở khu vực miền Trung nữa. Cái món này lần đầu tiên mà mình mới ăn, mình không có ăn được. Tại vì nó xen lẫn giữa hai cái vị mặn với ngọt với nhau. Chè trứng. Chè trứng. Dạ. Ồ không. Không. Chè heo quay. Chính xác. Chè heo quay. Hay vậy. Lúc ban đầu mình không có quen, mình quen ăn ngọt là nó phải ngọt hẳn luôn. Lần thứ hai quay lại đi tham quan, ồ khát nước quá. À quán chè mà hồi đó mình có ăn rồi. Kia nói cô ơi, cái món chè nào là đặc trưng nhất ở Huế mà cô có bán không? Nó có, đây là cái món này để cô làm cho ăn. Ủa cái món này hồi kia ăn rồi, ăn không có được cô ơi. Con ăn thử đi. Và sau đó thì đã không còn một cục bột lọc heo quay nào cả. Thì mới hỏi tên của món chè đầy đủ là chè heo quay bột lọc. Không biết số 4, số 5 có gì, thôi tiếp tục khám phá nha. Xin mời quý vị. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi. Đây là một câu đố vui. Hạt gì nho nhỏ, trong trắng ngoài vàng, xây giả dần sàn, nấu thành cơm dẻo. 5, 4, 3, 2, 1. Trời ơi, câu này cho không. Đó, xin mời đáp án từ hai người chơi. Hạt lúa. Hạt lúa. Còn đáp án của chương trình chúng tôi đó là hạt lúa, chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với dữ kiện tiếp theo. Hả? Kỷ lục. Thấy chưa, mọi người có để ý không? Mỗi một dữ kiện mở ra là một vùng trời mới được khai sáng. Không, cái món này quen lắm. Quen luôn mà đạt kỷ lục hả chị? Cái món này là, đó là lần đầu tiên mà Tiên ghi được cái kỷ lục là đã ăn được 7 cái. Ăn xong 1-2 năm sau gì đó, Tiên nhớ là Tiên mới dám ăn lại. Trời. Và đây là một cái món mà người ta nói nó có thể giúp mình xả xương. Hột vịt lộn. Chính xác, đó là món hột vịt lộn. Đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với dữ kiện cuối cùng, thử thách đối kháng. Xin chào, quý vị khán giả đang cùng quay trở lại với khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ là thử thách đối kháng. Ở trên bàn của chúng ta chính là một dĩa hạt bí. Hai người chơi sẽ cùng tách hạt bí. Lưu ý là chỉ có những hạt bí còn nguyên vẹn sau khi tách vỏ mới được tính điểm. Và trong khoảng thời gian là 1 phút, ai tách được nhiều hạt bí còn nguyên vẹn hơn thì người đó sẽ là người giành chiến thắng. Dễ quá ha, Tết mình hay ăn hạt bí hạt dưa nào cùng với gia đình mà chuyện này rất là đơn giản. Cho nên là em đã quyết định thêm một phần thử thách nữa. Đó là thay vì chúng ta chỉ đứng bằng hai chân và tách hạt bí đơn giản như vậy thì không hề, tất cả quý vị, hai người chơi mỗi người sẽ phải co một chân lên và vừa co chân vừa tách hạt bí. Và bây giờ xin mời hai em cùng co chân lên. 3, 2, 1, thời gian 1 phút, bắt đầu. Ê, cái tay à. Cố lên. Trời ơi, sao anh chấp hay quá vậy, em thách bể hết trơn rồi nè. Tách ngay phần đầu thôi nè. Nè, bí quyết nè, bí quyết nè, bí quyết nè, không? Đó. Đó, thấy chưa? Ủa, đâu có mượn chỉ ta? Mượn ăn thôi. Đây. Được rồi nè, đó, tỉ mỉ 2 hộp. Ủa, gắn vô cái chóp bên này dễ trống trơn vậy, anh bỏ vô miệng ăn hay sao vậy ta? Cái này là thùng. Ủa? Thưa quý vị, chúng tôi thấy hai hạt nhưng mà có một cái vỏ để trong đây nữa, để làm gì ạ? Để đếm gì thôi đó. Này là mình dùng phao mình. Gì? Trời ơi, bên này hai hộp kìa. Bên đó kìa. Mười. Mới lên. Chín. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Lẹ lên quá người. Không ơi, lẹ lên. Ủa, bỏ bốn rồi kìa. 1, hết giờ. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Thưa quý vị, trong vòng 1 phút với thử thách chương trình đưa ra, từ phía Minh Quốc chúng ta có 1, 2, 3 và phần nữa. Và 3 rưỡi.
Tuy nhiên là luật chơi của chương trình là tính hạt bí nguyên vẹn, cho nên là Minh Quốc bạn thu hoạch được 3. Còn ở phía bên đây quá rõ ràng, quá đẹp mắt luôn. Nhiều quá. Hạt bí chiến thắng đã thuộc về Minh Phong. Và bây giờ mời tất cả mọi người cùng quay trở lại với phòng khách để chờ đón xem là dữ kiện tiếp theo của chúng ta sẽ là gì nhé. Xin mời. Thưa quý vị khán giả và hai người chơi Minh Quốc và Minh Phong, đến tận những giây phút này thì tôi cũng không còn biết được là dữ kiện cuối cùng của chị Ngọc Tiên mang đến sẽ còn điều gì bất ngờ, thú vị và hết hồn nữa đây. Chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Xin mời. Xoài chua. Ủa sao tới cuối cùng cái nó dễ, cái nó hụt toẹt ra luôn là xoài chua. Không, nhưng mà nhiều khi cái này là một cái món gì đó mà phải ăn kèm với xoài chua nó mới ngon. Cũng có thể. Em nghĩ thì vậy. Cũng có thể xoài chua ở vùng miền nào chẳng hạn. Không, xoài chua là xoài chua thôi. Tự nhiên nói đến xoài là nó nổi da gà lên. Tiên ăn được khoảng 2-3 miếng là Tiên dừng lại ở chỗ đó rồi. Dù rằng có chấm mắm đường cũng không có thể nào mà ăn hơn được. À, thêm một cái nữa. À. Như vậy là chúng ta cùng nhau khám phá được hết các dữ kiện của ngày hôm nay đến từ chị Ngọc Tiên để có thể là mình vận dụng nó vào trong món ăn của mình. Trải qua các thử thách ở phần đầu tiên của chương trình Khám phá khẩu vị ngôi sao, xin được chúc mừng người giành thắng cuộc đó chính là bạn Minh Quốc. Bây giờ xin mời chị Ngọc Tiên sẽ khoe hai món ăn mà mình đã đặt hàng ở căn bếp của khẩu vị ngôi sao. Đây. Đây, chúng ta có món bún bò và bánh xèo. Bây giờ thì với vị trí của người chiến thắng đó chính là Minh Quốc thì bạn sẽ có cơ hội được chọn món mà mình sẽ trổ tài ngày hôm nay. Em chưa từng nấu một cái món nước cho một người ngoài để ăn thì chắc là em... Trời ơi, vậy là làm bánh xèo rồi đó hả? Dạ. Em từng làm rồi. Dạ. Mà thất bại rồi cho nên em chọn bún bò chị. Anh cảm ơn em. Ủa vậy hả? Vậy là anh Minh Phong là thích làm bánh xèo? À, không, nghe cái tiếng bánh xèo là mình thấy xèo rồi đó. Xèo rồi. Nói nghe gì xèo 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 xèo. Trời ơi, nói chung là xèo 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 hay là nó như thế nào thì chúng ta phải đến với căn bếp chúng ta mới biết được. Dạ. Nhưng mà bây giờ nhờ Minh Quốc một lần nữa mình quan sát lại căn bếp của khẩu vị ngôi sao, mình thích bếp bên phải hay bên trái? Bên phải là ở phía ngoài cùng nè, ở bên trái là ở ngay phía đối diện của Minh Quốc. Thì thấy bên kia màu xanh nè, bên này màu đỏ nè. Đúng rồi. Đúng rồi, chọn màu đỏ, xanh. Chọn màu đỏ. Dạ, em chọn màu đỏ. Rồi, như vậy là Minh Quốc sẽ chọn căn bếp ở phía bên tay trái của Tuyền Tăng, phía bên tay phải ở ngoài cùng sẽ là căn bếp dành cho Minh Phong. Và bây giờ, chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng đến với phần 2 của chương trình, đó chính là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Khẩu vị ngôi sao. Và không biết là quý vị cảm thấy chắc chắn là Tiền Tăng và Ngọc Tiên thì khá là bình thường, dễ thương, đáng yêu. Riêng hai người chơi còn lại thì đang khá vật vã, bởi vì người chơi Minh Quốc của chúng ta đang đội trên đầu chiếc nón bảo hiểm 3/4. Tuy nhiên ở trên đó còn có 3 quả bóng bàn. Và nhiệm vụ của anh đó là xuyên suốt cái phần nấu ăn của mình phải giữ làm sao cho không được để quả bóng nào rơi xuống. Ủa, ảnh bị gì mà tay ảnh vậy hả? À, ở đây là anh Minh Phong của chúng ta, mỗi tay là đang bị kìm hãm lại bởi những cái chiếc ly. Và trong chiếc ly này, mỗi một chiếc ly là có 3 quả bóng bàn nữa. Và anh phải giữ nguyên cái tư thế, giữ hết tất cả những cái quả bóng bàn này trong quá trình nấu ăn của mình, không được để quả bóng nào rơi ra. Em hy vọng câu này không bị cắt ạ. Đúng ra là hai chúng em đều trả lời được câu hỏi để đạt được huy hiệu thần bếp mà nhờ MC. Nhờ MC. Không cho tụi em có thể xóa được thử thách mọi người. Dạ em á Tuyền. Dạ, thật ra thì phía sau lưng MC còn có ban biên tập của chương trình nữa hả? Rồi xong, vô nấu ăn đi, vô nấu ăn bây đi. Bây giờ thì đi tập về, chắc là chị Tiên hỗ trợ Minh Quốc, Tuyền Tăng sẽ hỗ trợ. Ủa, nhưng mà hai đứa mình đeo hả? Dạ, hai đứa mình sẽ ăn. Dạ. Rồi, và bây giờ, hai người chơi, hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Làm sao có thể sẵn sàng được kỳ vậy trời? Dạ. Yeah. Nhìn đi, hai cái nguyên liệu quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện. Ủa? Là ở bên đây là bột, ở bên đây là bún, vậy thì phải làm sao? Ê, đừng nói bắt em làm từ cọng bún ra luôn nha. Không hề, chúng ta sẽ phải đi tìm hai nguyên liệu chính này. Wow. Và người sẽ hỗ trợ hai người chơi của chúng ta lần này đó chính là chị Ngọc Tiên. Chị Tiên ở đâu ra? Đó, chị đi với em. Còn bây giờ xin mời Minh Quốc và Minh Phong chúng ta bắt đầu những cái công đoạn sơ chế đầu tiên. Đi tìm nha em, đi qua đây.
đến với khẩu vị ngôi sao chương trình của chúng ta thì người chơi sẽ phải nấu ăn cho ngôi sao, nhưng mà bù lại ngôi sao cũng phải hỗ trợ hết mình giúp người chơi vượt qua các thử thách để mang nguyên liệu chính về căn bếp của mình. À, tức là mình phải có hành động, phải có làm việc thì mình mới được đúng rồi, có thực mới vượt được đạo chứ đâu có muốn không mà ăn được, đúng không? Đúng, cho nên bây giờ mình sẽ vừa làm vừa ăn luôn nha chị. Vừa làm vừa ăn luôn. Vừa làm vừa ăn. Xin mời chị, thử thách đầu tiên đó là một chân, chị sẽ phải giữ một quả banh dưa hấu đã được chuẩn bị ở đây. Mời chị nhấc chân lên. Vậy nha. Đúng. Bước tiếp theo đó là mình sẽ tách một quả trứng này ra, ăn hết quả trứng này nhưng mà quả banh vẫn còn trên chân. Thắng đó lấy được một món đồ đem qua bên nhà bên kia. Đếm đi, đếm đi tiên. Em để lâu lâu chút xíu cho chị quen không hay chị muốn làm gì thôi. 3 2 1 bắt đầu. Hỗ trợ tới bến luôn ạ. Ủa rồi. Đây. Hy sinh luôn cái nhỉ. Không sao, không sao. Ơ, mừng quá. Trứng này chín, trứng này chín. Chín. À, cái cách của chị là... Ôi. À. Đây là một trong những cái xem phim mà mình thấy người ta làm lột vỏ trứng lẻ nhất á. Ừ, hay quá. Là lăn ở trên một cái mặt phẳng. Xong rồi nó sẽ vỡ ra như thế này, cái mình sẽ làm dễ hơn mà không có bị hư cái ở phía trong này của trứng. Ồ. Ủa lỡ chị có làm rớt cái trái dưa hấu rớt xuống rồi có sao không? Mà phải dạ, ăn thua. Hết được không? Thua ăn hả? Đi, ăn. Ngon không chị? Lòng đào đồ không? Ôi ngon quá. Nhai hết mới được nha, nhai hết mới được nha. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cố lên, sắp được rồi. Không sao đâu. Rồi xong rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Rồi, bên này đi, bên này, bên này. Rồi, bố, đem, chạy qua, chạy qua. Chúc mừng. Ui, làm gì nữa, chị làm gì nữa hả Tuyền ơi? Dạ về đây làm tiếp. Chị còn tô bún bên đây mà. Chị còn đẹp không em? Đẹp còn đẹp, cười cái nè. Cười cái nên mình đón nhận thử thách tiếp theo nha. Đây là thử thách dành cho chị Ngọc Tiên. Chương trình của chúng ta sẽ chuẩn bị những biểu tượng cảm xúc khác nhau. Và với một biểu tượng cảm xúc mà Tuyền Tăng đưa ra thì nhiệm vụ của chị Ngọc Tiên đó là sẽ kể một câu chuyện hoặc là nói một câu liên quan đến cái biểu tượng cảm xúc này và phải đảm bảo là hợp tình, hợp lý. Biểu tượng đầu tiên, hay! Đây là biểu tượng vui vẻ. Khi mà chúng ta thấy cả hai MC đều xinh đẹp thì chúng ta đều cảm thấy vui vẻ. Dạ, em đồng ý ạ. Trời ơi, câu chuyện như thôi đó hả? Chị phải làm luôn biểu tượng cười cái nữa. Bây giờ chị kể lại cái câu đó xong rồi kết bằng biểu tượng nụ cười này. À, nụ cười này nữa hả? Hồi nãy khi mà đứng ở một chân như thế này và ăn quả trứng thì Ngọc Tiên cảm thấy rất là vui vẻ. Của chị cái câu khen MC đẹp đâu chị? Ủa thiếu rồi hả? Kể lại câu chuyện. Chắc kể đến sáng mai quá. Vậy là mình bỏ qua phần đó luôn. Mình đến với biểu tượng tiếp theo. Đây. Khi mà Tiền Tăng nói là ủa mình không có khen MC đẹp nữa hả chị, thì lúc này Tiên chỉ có cảm giác là mình muốn là... Đúng rồi, cho nên biểu tượng tiếp theo sẽ là biểu tượng này. Bây giờ mà cho Tiên ăn thêm trái trứng nữa là Tiên thấy ghê ổn rồi. Cho quà. Tiếp theo. Chà, 2, 3. Nhanh, bún bò, trời đất ơi. Nếu mà tham gia ngày hôm nay xong mà không cho ăn bún bò hay là bánh xèo thì cảm thấy rất là nổi giận. Biểu tượng tiếp theo. Hey. Đây là một cái hình ảnh mà Tuyền Tăng với lại Ngọc Tiên mà mỗi khi mà đứng trước một ai đó, chẳng hạn giống như Minh Quốc hay Minh Phong, hoặc là bất ngờ có một người đi tới, một chàng hoàng tử bạch mã đi tới và chị về lấy bún bò đi chị. Được rồi ha. Đã có bún rồi đây. Cẩn thận. Rồi, gia đình bên đó sao rồi ha? Sao? Gia đình bên đây sao rồi? Rồi bây giờ bên đây là có bún rồi nè. Bên đây là có bột rồi nè. Có bột luôn. Vậy là tuyệt vời. Nấu thôi. Mà Tuyền ơi, thường thường á là anh nấu bánh xèo là bằng bếp lò và bếp củi. Nhưng mà bây giờ là bếp điện thì không biết là anh có thể đổi sang bếp lửa được không ạ? Anh có nghĩ đây là một cái thử thách mà chương trình đem đến cho anh không? Rất cảm ơn em. Nhưng mà thôi, nó chứ làm khó anh hoài cũng kỳ, cho nên là em sẽ mang bếp lên cho anh với một điều kiện. Tại vì hồi nãy em nghe anh kể về cái thông tin cá nhân của mình là thấy liên quan đến âm nhạc và sáng tác hơi nhiều. Thôi thì đến với không gian của chương trình ngày hôm nay để giải tỏa căng thẳng trong căn bếp, không biết mình có thể ngân nga một vài câu hát để tặng quý vị khán giả được không anh? Cái này không phải là thử thách mà là phần thưởng của mình. Trời ơi. Và mình cũng xin gửi đến hai người MC xinh đẹp ở đây bài hát mà mình mới chuyển lời. Không gửi tới đối thủ luôn. Ba MC xinh đẹp. Yeah.
bài hát mà mình cũng mới viết đây thôi. Mình viết lời lại đó là bài Sài Gòn Đau Lòng Quá của anh Hữu Kim Tuyền, mà mình xin hát bằng tiếng Nhật à. Boku made ni yukitai yo. Koko kara ni hanaretai. Sabishiku te mo kuyashiku te mo kimi wa iru toko yukitai. Tiếng Việt. Cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa. Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu. Lên vai tim anh còn yêu như lần đầu tiên. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, bếp lên. Xin mời Biến Hình. Rồi ngang, đã có lò ở đây. Em chờ món bánh xèo của anh nha. Em cũng chờ luôn món bún bò của anh nha. Còn bây giờ, để tránh làm hai đầu bếp của chúng ta sao nhãng, mình ra góc kia mình trò chuyện về nghề nghiệp, người dẫn chương trình với nhau đi. Lát mình quay lại mình thưởng thức món ăn, ăn bánh uống trà chờ đợi thôi. Đi. Chúc hai anh làm món ăn thành công nha. Rồi đi thôi. Tất cả quý vị khán giả đang cùng quay trở lại với căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Và chúng ta đang đến với phần 2 của chương trình, đó chính là chinh phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Đó, hai nhân vật của chúng ta đã trải qua rất nhiều các thử thách, để rồi ngay bây giờ đây đã mang đến hai món ăn cho chị Ngọc Tiên rất là chỉnh chu. Đầu tiên là chúng ta có món bún bò Huế được nấu bởi Minh Quốc. Dạ ta. Còn đây là món bánh xèo được đổ bởi Minh Phong. Rồi, và bây giờ nhân vật chính là chị Ngọc Tiên, mà chị sẽ nhận xét về từ ngoài trước đi, lát mình vô trong sao? Rất là đẹp mắt. Nhìn vô là mình chỉ muốn ăn liền thôi. Vậy thì ăn luôn không? Cái mùi bún bò nó ngào ngạt lên đây nè. Rồi cái mùi mà đậu ở bên này nè cũng ngào ngạt lên. Cái miếng nó vàng, nó đẹp, đều như vậy. Thì ăn liền thôi chị. Nhào vô. Rồi bây giờ chọn món nào trước? Mình ăn bún bò trước ha. Dạ đúng rồi, em mời chị. Dạ xin mời đầu bếp, chúng ta có thể giúp cho tất cả mọi người chúng ta cùng thử món bún bò. Dạ nhưng mà quan trọng đây là cho chị Ngọc Tiên thử trước. Rồi hôm nay khi mà đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao nè, bên cạnh làm món ăn tặng cho chị Ngọc Tiên thì anh Minh Quốc có điều gì muốn chia sẻ đến cái cơ hội gặp gỡ này cùng với chị Tiên không? Rất là cảm ơn chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao đã cho mình có cái cơ hội, là thứ nhất là mình sẽ nấu được những cái món ăn mà ít khi nấu. Cái thứ hai nữa là mình sẽ nấu được cho ngôi sao mà mình thần tượng, thì đó là chị Ngọc Tiên. Dạ, em hy vọng rằng chị ăn vô thì chị sẽ thấy rằng trong đó ngoài những cái nêm nếm gia vị thì nó sẽ còn vài cái gia vị khác nữa, ví dụ như là tình cảm nè. Dạ, ví dụ như là sự ngưỡng mộ nè. Dạ, em có bỏ một ít vào đó nữa. Dạ. Cảm ơn Minh Quốc. Nói chung là mình không có nhiều thời gian trong chương trình mà mình có thể làm được một cái tô bún bò mà cái vị á nó thấm vô trong cả thịt và cả bún luôn á. Cay cay là tiên khoái rồi. Dạ. Rồi có cái mùi mắm ruốc Huế. Mắm ruốc Huế. Đúng rồi. Nó làm cho đậm đà hơn, thôi hấp dẫn lắm. Vui quá, ta thích ăn cay. Đúng rồi, chính xác. Rất ngon. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình sẽ thử qua cái món tiếp theo nha. Cái này chắc là sẽ nhờ anh Phong giúp nha. Và để ăn cái món này thì mình sẽ sử dụng bánh tráng này để cho sạch. Trong lúc đó chị Tiên uống miếng nước để mình tráng miệng đi. Đúng rồi, chị. Lát nữa mình sẽ có thể dễ dàng nhận xét món tiếp theo. Đó. Hồi nãy Tiên thấy là có tôm đó nha, có thịt đó nha. Rồi ok, thì ý là sao ta? Ý là trong cái bánh xèo đó mình nhớ bỏ con tôm với lại cái miếng thịt vô nha. Đó đó, là em thấy tôm rồi, em thấy tôm rồi. Đó, anh đi kiếm cho chị luôn á. Hay quá trời hay rồi. Cái này là để đem dời qua đây đi. Từ đầu đến cuối nên là mình sẽ phục vụ từ anh đến nhé. Cái gì? Trời ơi, phục vụ. Đúc đúc ăn lần đầu tiên trong lịch sử của Khẩu Vị Ngôi Sao. Mời ạ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
sao chị nhăn quá vậy? Mặt hơi căng thẳng quý vị ơi. Ăn hết cái dĩa đi. Trời ơi. Hồi nãy cắn á, cái miếng nó hơi bự nhưng mà cuối cùng Tiên cũng đã nuốt trọn được con tôm. Làm nước mắm á, cái vị cay nó làm cho mình cảm giác mình thích cái món ăn này liền luôn. Nó kích thích mình liền luôn. Rồi khi mà cắn vô một cái thôi là trời ơi, cái tình cảm nó dạt dào dễ sợ. Không biết trong tình yêu có ghen không, chứ ớt bên này thấy nó đậm hơn ớt ở bên này đó nha. Dạ. Với thử thách này thì chỉ có đúng một người giành chiến thắng thôi. Và phần khó sẽ ở chị sẽ quyết định ai là người giành được điểm ở vòng chơi này. Khó à nha. Tiên thích món bún bò hơn. Như vậy là với sự chọn lựa của chị Ngọc Tiên thì phần thắng của chinh phục khẩu vị ngôi sao đã thuộc về Minh Quốc. Xin chúc mừng. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Xin mời tất cả mọi người sẽ cùng ra nhận thưởng thôi. Đó chính là phần thưởng dành cho người thắng cuộc của khẩu vị ngôi sao tuần này. Và xin phép được đưa lại bản giải thưởng cho chị Ngọc Tiên để có thể trao đến tận nơi cho đầu bếp đã chinh phục khẩu vị của chị Tiên ngày hôm nay. Xin mời chị. Và cả hai đầu bếp ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Và mong rằng cả hai bạn sẽ luôn thành công hơn trong cái công việc của mình và cả là tài nấu ăn của mình. Và xin chúc mừng bạn Minh Quốc. Minh Quốc đã giành chiến thắng tại khẩu vị ngôi sao tuần này. Một lần nữa cũng xin được gửi lời cảm ơn đến chị Ngọc Tiên, cảm ơn cả Minh Quốc và Minh Phong đã dành thời gian đến với căn bếp của khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay, cũng như là mang đến hai món ăn với rất nhiều những bí quyết nấu ăn thật là thú vị để chúng ta có thể ứng dụng vào bữa ăn trong ngày của mình. Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng với khẩu vị ngôi sao. Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn mọi người một lần nữa và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả vào chủ nhật tuần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.